Xin kính chào bà con. Hôm nay Lưới Đánh Cá đầu sẽ giới thiệu với bà con một trong hai cái loại cần, đó là cần kích cá đi thuyền hoặc đi bộ cho bà con. Thì đây là cái dòng thiết kế, cái vật vành tròn ở đây nó là vành khung inox xịn 3.4 và hàng này là không nhiễm từ, và cái lưới của nó là lưới cúc đúc đàn tay, mắt lưới là 2 cm cho bà con. Thì dòng cần này có hai model, đó là 2m3 và 3m3. Thì tương ứng với 2m3 nó có 3 đốt hay còn nói 3 khúc cho bà con, và hàng 3m3 là có 4 khúc cho bà con, và tất cả đều có dàn xoáy. Khi bà con thu rút lại nó rất là tiện lợi cho bà con, và đây là một trong loại cần mà tốt nhất hiện nay. Và cái tính năng của cái dòng cần này nó là sợi carbon, gọi là cấu tạo của nó là sợi carbon tổng hợp và an toàn, không bị dẫn điện, cách điện hoàn toàn luôn cho bà con, cầm rất là nhẹ tay, và cái trọng lượng của nó là chỉ rơi vào khoảng tầm 1 cân thôi bà con ạ, 9 nặng đến 1 cân. Bà con dùng sản phẩm này nó rất là tiện bà con nhé. Sản phẩm này hiện nay A Đầu đang bán ra thị trường rất nhiều năm nay rồi, nên bà con cần liên hệ với A Đầu. Xin cảm ơn.